À, xin chào các anh chị, các bạn đã quay lại kênh của mình. Mình đang có vài món đồ mình làm clip gửi đến chị các bạn tham khảo. Đầu tiên là một bộ dũa nha các bạn, 4 cây nha. Mình bán giá 150. Đó, một cây dũa tròn nè, dũa lưỡi cưa đó. Tròn là 4 ly. Còn này là 2 ly, 3 ly rưỡi. 10 ly. Cái dũa lá 2 ly, 17 ly. Mình đo bề dày đó, dũa lá này 3 ly, 20. Nó vàng vàng thôi, muỗng này nó bị bám xét á, dũa mịn lắm, này mà liếc dao được luôn. Đó, 4 cây 150 các bạn. Số 2 là bộ dũa khoan đuôi lục giác, khoan bê tông á, đã qua sử dụng. À, hợp kim thì nó còn khá. Đó, rồi mũi 6 5 4 8 5 ly, 4 ly rưỡi. Này 2 mũi 6 chứ mà. Với mũi khoan ngồi gỗ nha, cũng đuôi lục giác luôn. Set này mình bán 150 luôn, số 2. Số 3 là bộ điếu 150. Gồm có 8 nè bạn, điếu 8 Vietsale nè, 5 phần 16 á, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 13 này, 19 thiếu 14, 17 rồi ha. Chỉ có nhiêu mình bán nhiêu thôi. Cái này top top Vietsale, Vietsale. Còn cái đen này Vietsale luôn, 5 cái 150. Rồi bộ dao, bộ dao mã số 34 gồm 4 cá 4 món nha. Một cây dao Tajima, một cây dao Opfa nhỏ còn trong bịch luôn nè. Con này đó 3, bây giờ là con này giá là mới là 60 của bên đó các bạn, mà giá này là cũ lắm rồi. Giờ nó phải lên một con dao mini nữa, Opfa mini nữa. Rồi một cái bộ tước, tước dây cáp gì nè, hai cái lưỡi dao ở đây nè, mình bóp lại nó dạng mà nó kẹp vào mình xoay á, cái dây tròn nha. Đây mã đây các bạn tự tra cho mình. 5C2V, 5CF. Đó này cái hình cáp luôn, là cáp nhiều lỗi á. Thì nó có những cái size trong đây nè. 150. Bộ số 5 gồm một cây dũa, một cây cưa gỗ thân bằng đồng nha, có chữ là Nhật mà luôn. Đó. Thân bằng đồng rất là đẹp. Lưỡi thì nó hơi đen nhưng mà còn rất bén nha. Lưỡi 1 tấc rưỡi. Không tới tấc rưỡi. Hay là cái phần làm việc của lưỡi chỉ có 1 tấc 2 thôi nha các bạn. Tổng chiều dài thì nó khoảng 3 tấc mấy á. 3 tấc. Này mình thấy nó độc mình mua thôi. Cũng khá là nặng, nó bằng đồng. Cầm nó chắc tay thôi mà, không có nặng, nó mỏng mà. Nhỏ nè ha, với cái dũa bán 150. Rồi số 6 là một cái xác Panasonic 2808 nha, còn đẹp luôn mà nó bị hư cái mạch dưới nè các bạn, hư cái mạch này nè. Đó, hư cái trong đây nó có cái mạch thì nó để trong ngoài bãi, pin nó còn điện, nó gặp ẩm ướt nó phóng điện, nó ăn mòn mấy cái đường bo trong đó rồi, coi như hư cái mạch. Ừ, mà đó mình cắm cái, nó có cái dắt ha, mình cắm cái dắt vô nó không có chạy các bạn, nên mình rút cái dắt nó ra rồi cô lật cái mặt nó luôn á, thì máy nó chạy nhưng mà nó không có được tốc. Con này cái hộp số nó im đó, mình đã có chậm đó, chuyển qua búa nè. Mình bán tình trạng vậy là cái thân máy lỗi ha, coi như cái xác máy này nha, cũng còn khá đẹp á. Mình bán 350 nha các bạn. Thì tất cả đồ mình bán chưa bao gồm phí ship. Anh chị các bạn chuyển khoản vui lòng để lại cái thông tin ha, cái trong cái nội dung chuyển tiền á, có số điện thoại nha, là cái tên của anh chị. Rồi đó, lúc mà địa chỉ gửi hàng á, nhắn tin địa chỉ mình mới dò ra được. Tại vì có nhiều món nó trùng nhau vậy nè, như là 3-4 người chuyển trùng thì mình không có xác định được, sẽ lộn tiền của anh chị các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.